Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đề xuất chung cư sở hữu 50 năm cần đánh giá tác động đến cuộc sống của người dân. Vẽ nét yêu thương để tôn vinh ngày của mẹ 8 tháng 5. Ông Lý Gia Siêu chính thức được bầu làm trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc. Báo động tình trạng đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thưa quý vị, trong đề cương luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng trình thẩm định, lấy ý kiến có đưa ra phương án giấy chứng nhận cấp cho khách hàng mua căn hộ chung cư sẽ có thời hạn từ 50 đến 70 năm thay vì được sở hữu sử dụng lâu dài như hiện nay. Đề xuất này được rất nhiều người quan tâm vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các nhà đầu tư cũng như người dân đã mua căn hộ. Khoảng 1.600 căn hộ tại chung cư ở thành phố Thủ Đức này đều có chủ sở hữu. Nay với đề xuất sở hữu căn hộ có thời hạn, nhiều người cho rằng như vậy không khác gì đi thuê nhà dài hạn nên không ủng hộ đề xuất này. Với đề xuất sở hữu căn hộ chỉ 50 năm, bản thân tôi thì chưa có hợp lý. Người khá giả mà khi cái đề xuất này ra thì có thể qua 50 năm thì người ta có thể mua ngay một căn hộ mới. Nhưng mà với những người khó khăn thì sao? Một vấn đề rất là lớn và nan giải. Trường hợp mà căn hộ sử dụng thời hạn 50 năm thì chính sách thuế và tiền sử dụng đất nó phải thấp hơn so với căn hộ sử dụng lâu dài. Nhiều người mong muốn tài sản sau khi đầu tư có thể truyền lại cho thế hệ sau, do đó cần rà soát chặt chẽ để đảm bảo lợi ích cho người mua. Để hòa lợi ích thì nhà nước nên công bố cái chính sách, các thông tin về chế độ sở hữu, các thông tin về sau khi quá thời hạn 50 năm hoặc 70 năm theo luật định thì nhà nước có hỗ trợ gì không, chẳng hạn chỉ có điều là hỗ trợ di dời hoặc là ưu tiên những xuất tái định cư. Lộ trình sửa đổi, bổ sung luật cần có thời gian để chuyển tiếp, tránh gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân và nhà đầu tư. Việc nối lại hoạt động đưa rước khách bằng xe buýt tại ga quốc nội lẫn ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất được kỳ vọng sẽ giảm áp lực về giao thông cho khu vực cửa ngõ. Dù giá rẻ và góp thêm sự lựa chọn cho người dân, thế nhưng thực tế thì loại hình dịch vụ này vẫn còn nhiều bất cập cần được tháo gỡ. Trung bình mỗi chuyến xe buýt từ sân bay đến trung tâm thành phố hay các tỉnh lân cận này chỉ có khoảng 8 đến 10 hành khách, trong khi xe được thiết kế 23 chỗ ngồi. Dù giá vé chỉ từ 5.000 đến 7.000 đồng một lượt, nhưng xe buýt vẫn chưa thể trở thành lựa chọn ưu tiên của hành khách. Mình lựa chọn cái giải pháp đi xe taxi hoặc là xe công nghệ bởi vì nó rất là tiện, thời gian đặt của nó, cái thời gian chờ thì cũng rất là nhanh. Còn đối với xe buýt thì mình có khi mình ngồi chờ khoảng 15-20 phút cũng chưa có. Đơn vị khai thác xe buýt kỳ vọng sau khi du lịch mở cửa, thời gian tới các tuyến xe buýt sẽ đông khách hơn. Tuyến 152 vừa rồi mới chuyển từ bên ga quốc tế sang làn B quốc nội để đón khách đến. Và vừa rồi thì cũng là cùng với sở giao thông để làm sao là tăng cái tần suất, kéo dài thời gian ban đêm để đón bà con đi đến được thuận lợi. Xe buýt muốn phát triển cần phải có sự đồng bộ về hạ tầng cũng như giải pháp kết nối giao thông thuận tiện, từ đó mới thu hút người dân sử dụng phương tiện này khi di chuyển. Hôm nay, tỉnh Đồng Nai cho biết từ đầu tháng 5 đến nay đã tiếp tục bàn giao thêm 70 hectare đất sân bay Long Thành. Như vậy thì đến nay, tỉnh đã bàn giao khoảng 88% mặt bằng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Bàn giao toàn bộ mặt bằng sân bay giai đoạn 1 vào cuối tháng 5 này. Hôm nay, tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã diễn ra đại lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang sau 6 năm xây dựng. Buổi lễ có sự tham gia của nhiều quan chức lãnh đạo, chức sắc tôn giáo và hàng ngàn Phật tử. Thiền viện Trúc Lâm An Giang tọa lạc tại số 100 Lê Lợi, ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, nằm trong khuôn viên 4 hectare có hồ, có núi, khu ngoại viện. Đây là nơi dành cho Phật tử và du khách tham dự các khóa tu, hành hương và tham quan. Khu chánh điện là kiến trúc đặc thù, bên trong có tôn tượng Đức Bổn Sư bằng đồng, cao 4,5 m, trên tòa kim cang bằng đá hoa cương cao 1,5 m. Hai vị Bồ Tát cao 4,2 m bằng đá hoa cương đều được dát vàng, cùng bộ tượng Tam Thánh Hoa Nghiêm được tôn trí trang nghiêm và hài hòa trong nội điện. Công trình kiến trúc đã góp thêm sức sống mới vào đời sống tinh thần tại An Giang, nơi sản sinh và hòa hội của nhiều tín ngưỡng tôn giáo. Ngày của mẹ là dịp lễ nhằm tri ân và tôn vinh người mẹ trong cuộc sống. Sự kiện ý nghĩa này được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia một sự kiện tự tay vẽ nên những bức tranh tri ân dành tặng mẹ của mình. Chủ đề của buổi workshop lần này lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, những người bà, người mẹ bên tà áo dài truyền thống. Đợt này thì mình cũng muốn thử một trải nghiệm mới,
Thì thay vì một món quà mình mua thì mình có thể tự tạo một cái món quà đó bằng chính đôi tay của mình thì mình thấy ý nghĩa hơn. Với nhiều bạn trẻ, đây có thể không phải là bức tranh đẹp nhất, nhưng sẽ là bức tranh độc nhất, một món quà ý nghĩa gửi đến mẹ mình nhân ngày đặc biệt. Mình sẽ thay mặt nhờ những người con, tại vì mình cũng rất là yêu mẹ của mình nên là mình cũng mong mình là luôn vui vẻ hạnh phúc. Tại sự kiện còn có những cặp mẹ con đến cùng nhau, dành thời gian cùng vẽ một bức tranh để qua đó gắn kết, trò chuyện, thắt chặt tình mẫu tử. Mình mong là mẹ của mình thì có sức khỏe, để kiểu tận hưởng cuộc sống. Thì mình cũng chỉ mong như vậy thôi. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, cỗ xe đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại lễ Bạch Kim của nữ hoàng Anh. Nằm dưới cây đàn piano để thưởng thức âm nhạc tại New York, Mỹ. Thưa quý vị, theo kết quả bỏ phiếu được công bố trưa nay, ông Lý Gia Siêu, cựu tổng thư ký chính quyền Hồng Kông, đã giành số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối để trở thành trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Lý Gia Siêu đã nhận được 1.416 phiếu ủng hộ trong tổng số 1.424 phiếu hợp lệ. Như vậy, với tỷ lệ phiếu bầu 99,2%, ông Lý Gia Siêu đã chính thức trở thành tân trưởng đặc khu khóa 6, đánh dấu sự quay trở lại chính trường của cựu tổng thư ký chính quyền Hồng Kông. Trước đó, trong cương lĩnh tranh cử, ông Lý Gia Siêu cho biết sẽ tập trung giải quyết 4 vấn đề chính là tăng cường năng lực quản trị của chính quyền đặc khu, tăng nguồn cung nhà ở, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hồng Kông và quan tâm đến xã hội cùng thế hệ thanh niên. Dự kiến ông Lý Gia Siêu sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 7 tới. Chiến tranh đang tàn phá nhiều di sản của Ukraine. Mới đây, một vụ pháo kích đã phá hủy bảo tàng Rihori Skovoroda, nơi tôn vinh nhà triết học nổi tiếng của nước này tại ngôi làng Skovorodnivka. Giám đốc bảo tàng tưởng niệm Rihori Skovoroda cho biết nhiều vật phẩm quý giá đã bị phá hủy khi ngôi nhà bị pháo kích trúng phần mái, khiến công trình bốc cháy và một người bị thương. Bảo tàng này đã mở cửa vào năm 1972 nhằm tôn vinh Rihori Skovoroda, một nhà triết học kiêm nhà thơ nổi tiếng của thế kỷ 18. Ông đã trải qua những năm cuối cùng của cuộc đời tại ngôi làng Ivanovka, sau đó được đổi tên thành Skovorodnivka để vinh danh những di sản của ông. 2022 cũng là năm kỷ niệm 300 năm ngày sinh của nhà triết học này. Trong một vịnh nhỏ ở Brest, nước Pháp, xác của nhiều chiếc tàu du lịch nổi bật trong cảnh quan, sự xuống cấp chậm chạp của chúng đe dọa môi trường tự nhiên. Nhưng giống như hàng ngàn nơi khác kể từ năm 2019, những chiếc thuyền này sẽ được đưa đi tái chế. Công viên tự nhiên Akmorik đã phải chịu nhiều áp lực liên quan đến các hoạt động của con người. Những xác tàu này tạo thành một mối đe dọa bổ sung. Chẳng hạn, vỏ tàu thường được làm bằng polyester và khi phân hủy sẽ tạo ra vi nhựa. Chưa kể ắc quy hay nhiên liệu dư còn tồn lại. Chúng tôi làm việc với những con tàu đang chiếm chỗ trái phép khu vực công cộng trên biển. Chúng tôi thống kê được khoảng 300 con tàu ở Brest. Trong số này đã tìm được chủ sở hữu của 13 chiếc, còn lại không thể xác minh được. Những chủ tàu không tự di rời có thể bị phạt 1.500 euro, còn tàu vô chủ sẽ được mang đi tái chế. Từ khi tháo dỡ con tàu đầu tiên vào tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ đạt con số 5.000 tàu trong vài tháng nữa. Pháp được nhận định là đã đi trước 10 năm trong việc di rời và tái chế tàu du lịch bỏ hoang. Tình trạng biến đổi khí hậu đang đẩy chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực đến bên bờ vực tuyệt chủng. Các nhà khoa học Argentina cho rằng loài vật này có thể biến mất trong 30 đến 40 năm tới vì chúng phụ thuộc vào băng để hoàn thành chu kỳ sinh sản. Không giống với chim cánh cụt Adelia, cũng là một loài đặc hữu ở Nam Cực, chim cánh cụt hoàng đế sinh sản trên những khối băng. Chúng sinh con vào mùa đông và biển phải đóng băng cứng từ tháng 4 cho đến tháng 12 để chúng làm tổ cho chim non. Khi các tảng băng mất đi sự ổn định, trong khi chim cánh cụt con chưa phát triển đủ lông, chúng chưa sẵn sàng để tiến ra đại dương. Còn khi băng tan, chúng vẫn chưa thể bơi được và sẽ chết đuối. Điều này đã từng xảy ra tại tổ chim Halley ở biển Weddell trong 3 năm khi toàn bộ chim non đều chết hết. Mỗi năm cứ đến tháng 8, các nhà khoa học Argentina lại di chuyển 65 km để đến được những tổ chim gần nhất. Họ đếm số lượng chim non sinh ra, ghi nhận điều kiện địa lý, thu thập các mẫu máu và đo đạc cân nặng. Không chỉ đối mặt với nguy cơ biến đổi khí hậu, hoạt động du lịch và đánh bắt cá gia tăng ở Nam Cực cũng tạo thêm nhiều rủi ro cho tương lai của loài chim cánh cụt hoàng đế.
Vương quốc Anh sẽ tổ chức đại lễ Bạch Kim chính thức kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào ngày 5 tháng 6. Một trong những phương tiện nổi bật sẽ xuất hiện trong sự kiện này là cỗ xe hoàng gia Westgate. Được thiết kế vào năm 1762 với giá tương đương 1,5 triệu bảng Anh hiện nay, cỗ xe 260 năm tuổi này đã không xuất hiện trên đường phố thủ đô London kể từ lễ kỷ niệm 50 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth được tổ chức vào năm 2002. Lần này, chiếc xe Gold State Coach sẽ dẫn đầu một đoàn diễu hành của nữ hoàng. Cỗ xe dài 7 mét, nặng 4 tấn này sẽ được kéo bởi 8 con ngựa. Khi nữ hoàng lên ngôi vào năm 1953, bà đã ngồi trên chính chiếc xe màu vàng này. Một số người ở New York, Mỹ đã trải nghiệm một hình thức mới để thưởng thức âm nhạc, đó là nằm ngay bên dưới cây đàn piano. Colin Huggins là một nghệ sĩ chơi piano dạo được 15 năm. Một trong những địa điểm ưa thích nhất của anh là bên dưới mái vòm ở công viên quảng trường Washington. Điều đặc biệt là khán giả có thể nằm ngay bên dưới chiếc piano để tận hưởng âm nhạc. Thật tuyệt vời và đặc biệt, tôi chưa bao giờ lắng nghe âm nhạc ở góc độ đó cả. Sự rung động như lan khắp cơ thể của tôi vậy. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như ngừng chuyển động. Tất cả chỉ còn lại âm nhạc từ chiếc piano. Trong khoảng thời gian New York áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch, Colin Huggins là nghệ sĩ trình diễn trực tiếp duy nhất dù có khi không có khán giả nào. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là giúp mọi người khôi phục tinh thần từ những mất mát mà họ đã trải qua, như mất người thân hay bạn bè. Huggins chia sẻ thêm, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nghĩ ra một cách mới để truyền tải cảm xúc mà không phải đẩy chiếc piano ra công viên mỗi ngày. Hôm qua, khoảng 30 cặp đôi đã tập trung tại thành phố Tabiobiszke của Hungary để tham gia cuộc thi cổng vợ. Các cặp đôi đã tranh tài trên đoạn đường dài 260 mét với nhiều chướng ngại vật, từ hố nước sình lầy cho đến cỏ khô và những chiếc lốp xe. Theo ban tổ chức, cuộc thi đã tạo điều kiện cho các cặp đôi tạm thời thoát khỏi sự thoải mái của cuộc sống thường ngày để trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Hầu hết các thí sinh lựa chọn cách cõng trên lưng thông thường, nhưng cũng có một số cặp chọn phong cách Estonia, đó là người vợ sẽ chúi đầu xuống còn người chồng giữ chặt hai chân. Cuộc thi tại thị trấn Tabiobiszke là một trong số nhiều cuộc thi cõng vợ được tổ chức ở Hungary. Cặp vợ chồng Norbert van Skody và Tieme Srenka là người giành chiến thắng chung cuộc. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ba anh em ruột đều là học sinh tiểu học, tử vong do đuối nước. Thưa quý vị, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nhiều lần xảy ra tình trạng các phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp gây mất an toàn giao thông, khiến nhiều xe ưu tiên như là xe cứu thương hay là xe cứu hỏa không thể di chuyển vào. Vào chiều hôm qua, đã xảy ra một vụ việc như vậy khiến nhiều người bức xúc. Theo video do một tài xế cấp cứu đăng tải, chiều qua xe của anh chở một bệnh nhân bị thương nặng từ Tiền Giang đến thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Tuy nhiên khi đến nút giao Tân An thì giao thông ùn ứ. Lúc này rất nhiều xe khác đã đi vào làn dừng khẩn cấp, dù làn bên cạnh vẫn còn chỗ trống. Xe cấp cứu đã phát tín hiệu ưu tiên, nhưng rất ít phương tiện chịu rời khỏi làn khẩn cấp để nhường đường. Sau khi xảy ra vụ cháy xe tải chở dầu nhất kinh hoàng trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mới đây, thì dư luận đã đặt ra nhiều vấn đề mất an toàn giao thông trên tuyến đường này, nhất là việc các phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp. Khi xảy ra tai nạn hay ùn ứ giao thông, thì nhiều xe sẽ chen cứng làn dừng khẩn cấp, gây ùn tắc và nguy hiểm cho các phương tiện khác. Theo luật, lỗi điều khiển xe lưu thông trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Sáng nay tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, một xe ba gác tự chế chở nhiều thanh sắt dài hàng chục mét đã va chạm với xe buýt. Tài xế xe ba gác bị thương nặng, còn xe buýt cũng bị những thanh sắt đâm thủng đầu xe. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng khi xe ba gác đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi đến đoạn ga Thượng Đình thì va chạm với xe buýt. Vụ tai nạn khiến tài xế xe ba gác bị thương nặng, tài xế xe buýt chỉ bị thương nhẹ. Đầu xe buýt bị nhiều thanh sắt đâm qua hư hỏng nặng khiến các hành khách hoảng sợ. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông quận Thanh Xuân đã có mặt để xử lý hiện trường. Sáng nay, một xe ô tô do nam tài xế điều khiển trên đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội, đến đoạn ngõ 52 thì bất ngờ đâm trúng gốc cây, bốc cháy phần đầu. Phát hiện lửa bùng lên, lái xe đã kịp thời thoát ra ngoài, người dân quanh khu vực đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa. Lực lượng chức năng thuộc công an quận Tây Hồ cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Vụ việc không gây thương vong về người. Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng liên quan đến việc sử dụng ma túy tại một quán bar trên địa bàn vừa được phát hiện vào hôm qua. Hôm qua, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất quán bar Paradise 89 Club tại phường Tân Sơn Nhì. Thời điểm này có hàng trăm khách trong quán, nhiều người tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị chặn lại. Qua kiểm tra nhanh, đoàn phát hiện 6 đối tượng dương tính với ma túy. Đoàn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính quán bar với nhiều lỗi như kinh doanh quá giờ quy định, bố trí hàng hóa cản trở lối thoát nạn, thiếu quản lý để khách sử dụng ma túy. Công an quận Tân Phú đang tiếp tục sàng lọc những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm qua, hai nhóm thanh niên đã hỗn chiến trước một nhà hàng tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc truy xét một số đối tượng có liên quan. Qua khai thác ban đầu, Bùi Thanh Phúc, 18 tuổi, trú quận Sơn Trà cho biết có mâu thuẫn trên mạng xã hội với một nhóm khác tại bến xe trung tâm do Trần Minh Toàn, trú quận Cẩm Lệ cầm đầu. 1 giờ sáng hôm qua, hai nhóm trên với hơn 40 người đã hỗn chiến trước nhà hàng biển lớn ở quận Sơn Trà. Công an Đà Nẵng đã truy xét và bắt giữ được 10 đối tượng trong nhóm của Phúc, thu giữ được 4 dao phóng lợn, 3 dao tự chế và 1 xe máy. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng còn lại. Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk thông báo trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh là anh em ruột tử vong. Đó là các em Nguyễn Văn Nghị lớp 5, Nguyễn Văn An lớp 4 và Nguyễn Văn Hiếu lớp 3, cùng là học sinh của trường tiểu học Phan Chu Trinh ở xã Ea Bốc, huyện Cư Cun. Được biết, khoảng 16 giờ 30 phút hôm qua, hai em Nghĩa và Hiếu xin cha đi câu cá tại ao của một hộ dân cách nhà khoảng 500 mét. Còn em An khoảng 17 giờ cùng ngày mới đến đó để cùng các anh câu cá. Đến tối khi không thấy các con về, gia đình đã đi tìm. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày thì phát hiện cả ba em đã tử vong dưới ao. Được biết, gia đình anh Trường có 5 người con và hoàn cảnh rất khó khăn. Tiếp theo trong phần thông tin thể thao và thông tin cập nhật. Tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam gặp tuyển U23 Philippines với nhiều hy vọng giành chiến thắng. Shaper xuất sắc vô địch đơn nữ giải cuộc vợt Madrid mở rộng. Còn bây giờ sẽ là phần thông tin cập nhật. Thưa quý vị, chiều nay một xe khách đã bất ngờ lấn trái đường và tông vào lan can trên cầu Rạch Miễu thuộc địa phận tỉnh Bến Tre. Theo người dân chứng kiến, vào 13 giờ 20 phút hôm nay, một xe khách lưu thông trên quốc lộ 60 theo hướng từ Bến Tre về Tiền Giang. Khi lên cầu Rạch Miễu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xe khách lấn trái đường, sau đó tông vào lan can cầu. Sau cú tông mạnh, lan can cầu và đầu xe khách hư hỏng nặng, nhiều hành khách trên xe bị một phen hú vía. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang mưa. Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre và đơn vị quản lý cầu Rạch Miễu đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn. Vào 15 giờ chiều nay, lực lượng của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa một thủy thủ bị bệnh trong trạng thái tinh thần không ổn định vào đất liền điều trị. Ở Nha Trang để điều trị. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.